Quân xin gửi lời chào thân thương nhất đến toàn thể tất cả các khán giả đang có mặt tại phòng trà chia sẻ ngày hôm nay, và đặc biệt hơn nữa là phát đón một lần nữa đúng không ạ? Wow, thực sự là đã rất là lâu rồi thì Nguyễn Trung Trung Quân mới có một cái buổi diễn như thế này, bởi vì dịch Covid nên là ngày hôm nay mới được ở đây để hát tặng cho mọi người. Và ở dưới mọi người còn nóng không ạ? Mọi người không nóng? Trung Quân nóng quá. Em xin phép phòng trà cho điều hòa một tí á, bởi vì em là như cái bể nước ấy, mỗi lần em hát ấy, là nước nó tuôn rất nhiều. Ở dưới có giấy nhỉ? Cởi áo nhá. Làm anh đẹp hơi run tay. Ngày hôm nay thì rất là mong rằng đây sẽ là một đêm nhạc thật nhiều cảm xúc và thật là chân thành, thật là tình cảm. Nên là mọi người hãy đăng ký thật là nhiều bài, bởi vì ngày hôm nay Quân sẽ ở đây để phục vụ cho mọi người, để hát tặng cho mọi người rất là nhiều. Và ca khúc tiếp theo thì sẽ là một ca khúc về Hà Nội đi. Đây cũng là một ca khúc mà mọi người cũng rất là muốn Quân hát tặng ca khúc này. Nếu mà có cái quạt ở trên này thì tốt quá. Phòng trà mình có cái quạt không ạ? Và bây giờ thì Quân xin hát ca khúc Những Mùa Đông Yêu Dấu. Thank you.
biết bao mộng mơ đón chờ, biết bao Quân rất là thích của nhạc sĩ Đỗ Bảo. Trước khi đến đây thì Quân cũng đã phải gọi điện xin phép anh Đỗ Bảo để được hát ca khúc này. Và thực sự là khi mà ở trên sân khấu nhìn thấy ở mọi dưới không còn chỗ, Quân thực sự Quân cảm thấy rất là hạnh phúc. Quân lại nhớ đến một câu chuyện như này, Quân sẽ tâm sự mọi người kể thật. Tại vì hôm nay tự nhiên lại thấy phụ huynh bố với mẹ Quân đi xem. Hôm nay sẽ là một cái buổi tối mà chúng ta sẽ tâm sự thật nhất với nhau nhé. Và mọi người cứ gửi yêu cầu lên đây và Quân hôm nay Quân sẽ hát tặng cho mọi người những ca khúc mà mọi người yêu cầu để cố gắng làm sao để hát được nhiều nhất cho mọi người nghe. Nhân một cái buổi mini show mà rất là đông mọi người thế này thì Quân kể cho mọi người nghe một cái kỷ niệm như này. Năm mà Quân thi Sao Mai Điểm Hẹn xong rồi á thì lúc đấy mình cũng đã là một ca sĩ. Mình cũng đã làm ca sĩ chuyên nghiệp rồi và mình cũng đã đi diễn rồi. Tuy nhiên là mình chưa thực sự được biết đến nhiều, thế là cái năm sinh nhật năm đó thì mình mới tổ chức một cái mini show phòng trà. Huỳnh hoàng lắm mọi người ạ, huỳnh hoàng vô cùng. Nghĩa là tự tổ chức một cái mini show phòng trà. Thì xong rồi là nói với cả các anh chị chủ phòng trà là anh chị yên tâm đi là em sẽ cháy vé. Anh chị yên tâm. Anh chị bảo là em mới này thôi, anh nghĩ là em nên ra nhiều sản phẩm hơn nữa rồi sẽ làm một cái đêm, chứ nếu không thì bên anh chị lỗ. Mình vẫn kiên quyết lắm, mình bảo không sao anh yên tâm đi, có tên em chắc chắn trong 3 ngày sẽ bán hết vé, anh yên tâm. Xong rồi Kim băng rôn tất cả các mọi thứ lên, sau 3 ngày anh gọi cho mình một cuộc, mình hơi run. Mình nhắn tin, em đang đi đường anh ơi, thì gọi lại anh nhá. Dạ. Sợ. Bạn ngay sang khấu luôn. Gọi tiếp một cuộc thứ hai, mình cũng không dám nghe. Một cuộc thứ ba nhắn tin, em ơi, chúc mừng em. Thế mà ôi anh ơi, thế nào hả anh? Mới có 5 người đặt chỗ thôi. Thế là sợ quá. Về nói với mẹ, với bố là bố mẹ ơi chết rồi, nếu mà bây giờ mình như thế này thì người ta sẽ đánh giá con mất, là con sẽ không có fan, con sẽ không biết ai biết đến đấy. Thôi bây giờ bố mẹ mời bạn bè bố mẹ đến xem nhá. Bố mẹ bảo thế con cần bao nhiêu người, bố mẹ cứ mời càng đông càng tốt. Sáng bố mẹ mời cũng khá đông nhưng vẫn chỉ được 1/4. Lúc này là người chung Quân hoang mang lắm, bắt đầu gọi điện cho anh trai. Anh ơi, sinh nhật em à,
Em cũng muốn làm một đêm nhạc và em cũng mong muốn mọi người đến nghe em hát. Thì anh có gì rủ bạn bè các thứ, đồng nghiệp các thứ đến nghe em hát nhé. Anh ok. Này con ơi, anh rủ được 10 người. Lúc này phòng trà vẫn rất trống. Sau đấy rồi thì quyết định là gọi điện cho cô dì chú bác và họ hàng đến và cuối cùng rất đông. Và đêm nhạc đấy cũng là một đêm nhạc rất là vui với Quân khi mà rất là đông. Tuy nhiên đông là vì là mình huy động người nhà đến điều của mình khi mà mình thực sự là mình chưa biết, chưa ai biết đến một người chân trung Quân. Và sau này rồi thì Quân mới suy nghĩ là tại sao mà cái tên tuổi của mình hay là mình không có được một cái sự thu hút mọi người, hay là mình chưa có một lực lượng fan. Thì sau này Quân mới biết được rằng là hóa ra ca sĩ cần nhất là một ca khúc hit, một ca khúc thành công. Và bây giờ thì Quân sẽ hát ca khúc đầu tiên để đưa Nguyễn Trần Trung Quân đến gần với tất cả mọi người hơn. Mọi người biết ca khúc nào không ạ? Mọi người nói to lên ạ. Trong trí nhớ của anh. Mọi người hát được điệp khúc không? Thế bây giờ Quân bắt nhịp nhé. 1, 2, 3. Bây giờ ca khúc Trong trí nhớ của anh. Oh,
trong sự nghiệp của mình và định mệnh trong cả một cái giai đoạn. Cái bài hát này thì chắc là mọi người Quân cũng chưa chia sẻ trên báo chí, và Quân cũng chưa bao giờ mà Quân chia sẻ với các bạn ở fan club cả. Ca khúc Trong Trí Nhớ Của Anh này thì là bạn Khắc Hưng đã sáng tác ca khúc này. Mới đầu thế này, khi mà Quân thấy Hưng đang hát và nếu thời gian quay về đây, liệu trái tim kia có đổi thay, Quân bảo là Hưng ơi, Quân thấy bài này hay nhở, thì Hưng viết cho ai đấy? Thì Hưng quay ra Quân bảo là hôm nay anh Quang Vinh gọi điện, ca sĩ Quang Vinh gọi điện, anh ấy đặt bài này. Thế sao mình bảo là Quân nghĩ là bài này đưa cho Quân đi. Tại vì bạn mà, nên là bảo thôi đưa cho Quân đi. Thế xong rồi Hưng bảo là thôi, nhưng mà tại vì là ngày mai là phải gửi bài cho Quang Vinh rồi. Và yên tâm, đưa máy điện thoại đây, nhắn tin báo em ốm, sáng tác bài khác. Xong rồi là thôi nhưng mà không hát được bài này đâu, tại vì là Hưng vẫn muốn Quân hát những cái ca khúc mà nó nặng đô về kỹ thuật, nó nặng đô về những cái gọi là học thuật hơn á. Thế xong Quân bảo là không, cứ đưa đây vào đi thu demo cho. Thế là xong Quân nghe Hưng hát có một lần duy nhất thôi, Quân đã thụ luôn cái ca khúc này, và Quân tin rằng là trong trí nhớ của tất cả mọi người thì ca khúc này cũng là ca khúc đầu tiên mà mọi người yêu Quân, đúng không ạ? Hôm nay Quân rất là vui, Quân vui lắm bởi vì là ở đây có rất là nhiều các bạn fan ở khắp nơi đã đến đây với Quân. Ở trước mặt đây là team ở Nghệ An đúng không ạ? Team Sài Gòn đâu ạ? Và còn rất là nhiều team ở mọi nơi đâu ạ? Cảm ơn mọi người rất là nhiều, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và để không để mọi người chờ lâu nữa thì bây giờ chúng ta sẽ hát một yêu cầu của mọi người nhé. Thì có cái yêu cầu không ạ? Thì cho Quân xem. Có cho Quân lên tay ạ. Tháng 4 là lần nào giống của anh. Lẹ lùng anh ơi. Bây giờ Quân sẽ hát Quân sẽ hát tặng mọi người một ca khúc Hơn Cả Yêu Thì Nữa nhá. Bây giờ Quân sẽ hát một ca khúc mà mọi người cũng rất là thích. Trong đây sẽ là ca khúc trời ơi nhiều quá mọi người. Đây là đang tổng hợp, Quân đã tổng hợp với tất cả những cái yêu cầu của mọi người. Rồi, bây giờ chắc là xin ban nhạc sẽ chơi cho Quân ca khúc Trời ơi sao nhiều thế này. Cho Quân xin phép được ngồi đây nhé, để Quân được xem phần lời. Bởi vì nhiều quá, nhiều yêu cầu quá trời ơi. Ở phòng trà cho Quân xin cái điều hòa thật sự. Nước nó cứ tuôn ra. Rồi ạ. Bây giờ sẽ là ca khúc Tháng Tư Là Lời Nói Dối.
gần như là ca khúc này đã
đã không chỉ mang lại cho Quân một một cái vị trí lại hơn trong trí nhớ của anh hơn nữa, thì mà mọi người yêu thích ca khúc này. Và ca khúc này cũng là một ca khúc mà mọi người không chỉ riêng yêu thích Nguyễn Trần Trung Quân, mà ca khúc này mọi người còn thích hình ảnh của Dennis Đạm nữa. Và cả Quỳnh Lương ạ. Và mọi người đoán được ca khúc gì không ạ? Mọi người thử nói tiếng Anh cô đấy xem nào. What color what the eyes. Và bây giờ một tràng pháo tay cho mùa đông mát. Dennis đâu nhỉ? Dennis đâu?
nhạc rất là nhiều ạ. Cảm ơn mọi người. Cứ chọn tay cho ban nhạc đúng không ạ? Rồi bây giờ chúng ta sẽ hát tiếp những yêu cầu ở đây ạ. Không cần nghỉ, không sao. Đối với tất cả các khán giả của Trường Trung Quân thì ngày hôm nay dù có thế nào đi chăng nữa thì Quân sẽ hát hết mình cho mọi người. Mọi người hãy xin chiếc xin cái này đi ạ, để ghi lên đây đi ạ. Quân sẽ hát tặng mọi người. Đâu, có ai cho đâu. Ghi vào đây đi chị. Bây giờ sẽ là một ca khúc mới, ca khúc rất mới. Ở đây có ai nghe ca khúc Mascara chưa? Ghi bài lạ lùng ấy, ghi bài lạ lùng, lạ lùng. Mẹ là tiếc lấy quả này. Trời ơi mọi người toàn. Ok. Con thích câu này lắm này. Mình còn lại xuyên ngoài cuộc gọi ai giờ đêm. Mình còn lại xuyên ngoài ngày dừng quên giờ. Nụ cười mà ta vô tình bỏ lại trên môi em sớm mai giờ sao buồn. Xin mời cuộc đời hai giờ đêm, mình còn lại xin mời anh.
Anh biết là ai rồi đấy nhá. Em đi. Thì xuống nói chuyện nhá. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
mọi người ạ. Bây giờ mọi người thích nghe là gì ạ? Chưa bao giờ mà. Mọi người nói to lên đâu ạ? À, tự tâm ạ. Thế bây giờ chắc là tự tâm bây giờ tự tâm nhá. Thì bây giờ tự tâm Only Piano nhá. Hay là cả ba anh ạ? Tự nhiên hồi hộp quá, quên mất lời tự tâm rồi. Run quá. Câu đầu tiên là gì mọi người nhỉ? À, thế biết đến bao giờ. Đâu ạ? Không. Đâu rồi?
Anh Đại đâu rồi? Em cần một chút violon của anh. Chỉ cần một chút violon thôi. Và bạn Bảo Tín piano. Bài này hơi khó một tí nên là mọi người ủng trợ cho em. Đây là lần đầu tiên em hát live bài này trên sân khấu. À, cái khúc mà Quân vừa ra mắt tên gì ạ? Anh cần thời gian để trái tim mau lành lại. Vâng ạ, anh cần thời gian để trái tim mau lành lại. Cái khúc này thì là một ca khúc mà một người em của Quân cũng mới chơi, Quân cũng mới biết về em. Và một cậu bé là quân nhân trong trường văn hóa nghệ thuật quân đội, sinh năm 2000. Và hai anh em gặp nhau rất là tình cờ. Khi mà Quân vào trong phòng thu thì thấy một cậu bé ở ngoài đánh đàn rồi hát nghêu ngao rồi nhìn thấy Quân. Em chào anh trai. Ừ, chào em. Em hát tiếp nhá. Nhưng mà cũng không có ngại ngần gì cả. Và cậu ấy hát một cái bài hát mà tự nhiên Quân rất là thích cái khúc này. Thì Quân bảo là em ơi, em sáng tác bài này hả? Và vâng, em sáng tác bài này rồi và em cũng đã ra mắt bài này năm 2018 rồi. Thế bảo là thì cho anh xin hát được không? Thế là bảo vâng, thế thì bây giờ em đệm cho anh thử để anh hát á. Thế là khi mà hát xong ca khúc này thì tự nhiên mình rất là thích ca khúc này. Và mình đã quyết định là sẽ dành tặng cái ca khúc này trong cái thời gian mà mọi người đang chờ những cái sản phẩm mà được đầu tư kỹ lưỡng từ Quân và Dennis cũng như ekip. Thì mình tặng cho mọi người ca khúc Anh cần thời gian để trái tim mau lành lại. Và trên sân khấu ngày hôm nay thì Quân sẽ hát ca khúc này và rất là mong là mọi người sẽ thích ca khúc này. Và ở đây cũng có tác giả nữa, nhưng mà bạn này thì rất là khó tính, sinh năm 2000 thôi, nhưng mà như là sinh năm gọi là rất là già tính. Nên bạn ấy mỗi lần mà Quân có hát như nào đấy là bạn mắng thẳng luôn: anh ca sĩ mà sao anh hát buồn cười thế, anh hát kiểu này không được đâu anh ạ, ở trong quân đội của em hát kiểu này 5 giờ sáng dậy đi chạy ấy. Sợ quá. Tuấn nào có đâu nhỉ? Chồng em. Ai bảo là chồng em đấy ạ? Chúng ta nên có một chút gì nhỉ? Ok, và ngay bây giờ thì anh cần thời gian để trái tim mau lành lại. Thank you.
vì đây là lần cuối ta. Vì đây là lần cuối ta. Và trong bây giờ thì sẽ nhường lại sân khấu cho Tuấn Ngọc và hát tặng mọi người bài nhá. Ok không? Ok. Lời đầu tiên cho phép của Tuấn Ngọc xin được gửi đến tất cả các quý vị khán giả, các lifestyle yêu quý cùng các bạn bè, gia đình của anh với Trần Trung Quân một lời chào, một lời chúc sức khỏe trân trọng nhất ạ. Thực sự thì lần đầu được đứng trước toàn thể mọi người thế này thì Tuấn Ngọc rất là run, chân thì đang run lắm, không biết nói gì cả, nhưng mà sẽ mang đến cho mọi người những cái món quà, những cái món quà tinh thần mà Ngọc đã chuẩn bị rất là kỹ, mong là mọi người thích nó. Và sau đây một cái ca khúc đầu tiên, một chút nỗi buồn mang mát mà Ngọc muốn mang đến hôm nay, một ca khúc mang tên là Nối Tiếc. Mọi người có biết bài Nối Tiếc không ạ? Hôm nay Ngọc sẽ thể hiện ca khúc của tặng mọi người. Anh tiên ít rồi. Cho em xin bài. Cái ca khúc này là một bản ballad mà gần như là một cái bản ballad đầu tiên Ngọc nghe. Và khi đấy thì Ngọc nhớ là mới học cấp 2, hình như là lớp 6, lớp 7 gì đấy thì phải. Rất là thích và ngày nào cũng ngân nga theo cái giai điệu của ca khúc này. Thật sự là rất 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 thích ca khúc này. Và hôm nay mong mọi người cũng thích ca khúc đấy như Ngọc đã từng thích hôm xưa. Lời ca ngày xưa, em anh hơn.
bài hát xếp cho mình về vì sáng mai đi mai cũng về vì sao mới quên bao câu ước thề anh dường như chim quên luôn sẽ chẳng hay xin được bản phép gửi đến mọi người một ca khúc đó nhé. Được không ạ? Ở đây có ai đã từng một thời mà mê mẩn đắm chìm trong những cái bài hát của anh Đan Trường không ạ? Một thời của Đan Trường và Lam Trường thật sự là ngày xưa rất là hot. Và hôm nay thì Ngọc có một cái câu hỏi này, thì có lẽ là rất lâu rồi Rider Star chúng ta mới được gặp lại anh Quân đúng không? Thế thì khi cô đơn Rider Star nhớ ai? Nhớ anh Quân đúng không? Ok, một ca khúc tiếp theo Ngọc muốn gửi đến mọi người mang tên là Khi Cô Đơn Em Nhớ Ai. Và cái ca khúc này nếu mà ai thuộc thì có thể hát Ngọc được không ạ? Cho Ngọc đỡ run, chứ Ngọc ngồi từ nãy giờ nhìn mọi người mà mình cảm thấy rất là hoang mang. Chuyện lần đầu được đứng trên sân khấu có nhiều người thế này và tập trung chú ý vào mình như thế thì cũng là cái kinh nghiệm non nớt lần đầu. Mong mọi người bỏ qua cho Ngọc nếu mà Ngọc có điều gì mà chưa thật sự là một người hài lòng thì mời bỏ qua Ngọc nhé, đúng không ạ? Ok. Yeah.
nhiều. Và bây giờ Quân cảm ơn Ngọc. Bây giờ chú Quân lại quay trở lại sân khấu với mọi người đấy ạ. Một tràng tay cho bạn Ngọc đúng không ạ? Cảm ơn mọi người ạ. À, phần đầu tiên là mình hát với full band. Còn bây giờ thì mình sẽ hát acoustic đúng không ạ? Hôm nay mời được một nghệ sĩ, người bạn mà rất là thân quý, biết với nhau từ cái hồi cấp 2, cấp 3 rồi. Và hồi đấy thì bạn ấy không hề có bất cứ một cái gọi là gì về âm nhạc luôn á. Thì xong rồi cuối cùng là bạn ấy đi theo cái nghề này mà lại đánh rất hay nữa. Một tràng pháo tay cho Huỳnh Đinh Quang Minh đúng không? Ở đây có một cái yêu cầu như thế này. Quân ơi, hát bài mẹ tôi nhé. Chị muốn dành tặng bài này cho mẹ của mình. Mẹ đã khuất của chị. Vâng ạ. Quân sẽ hát ca khúc này. Ok, bây giờ thì sẽ là ca khúc Mẹ tôi của nghệ sĩ Trần Tiến. Ngày xưa mẹ đắp cho con tấm khăn quàng cổ.
ngày xưa bên giường cha nằm, mẹ buồn xa vắng nhìn cha, thương cha chưa không thành. Biển sóng thét gào một ngày nhớ mẹ sông trào khơi xa. Trong tàn sao rơi, mẹ ơi, thế giới mênh mông không bằng nhà mình. Dù cho phú quý vinh quang không bằng có mẹ. Trèo lên dây núi.
Xin được gửi tặng mọi người, và chính là ca khúc Nước mắt anh lau bằng tình yêu mới. Xin cho mùa quên để nỗi nhớ
theo thì cũng sẽ là một yêu cầu nữa. Em bỏ hút thuốc chưa? Nếu mà người yêu mình mà hút thuốc thì mình cũng sẽ hát bài này cho người yêu mình ấy. Nhưng rất tiếc là mình không có người yêu. À không, mình rất nhiều người yêu này. Ai? Anh cũng yêu các em. Và các tỷ. Và các chị. Và một tràng pháo tay cho em đã bỏ thuốc chưa. Show tại Sài Gòn và các khán giả ở Hà Nội cũng rất là muốn Quân hát lại ca khúc này. Ca khúc với tựa đề là Xin lỗi.
xin lỗi cơn mưa vừa qua, xin lỗi cơn đau vừa xa lạ, xin lỗi nỗi vui còn vướng lại, nụ cười đôi khi đắng cay lòng này, xin lỗi những đêm mùa đông thân nóng ấp bên bàn tay hiền lành, xin lỗi quân quen. Chìm sâu đêm mùa xuân, có người mang bình yên lên nơi nào xa xôi trong bên bờ, có người gieo vào nhau niềm tin, tình ấm nóng không thêm rời xa. Có người đi thật xa chậm chậm về. Xin lỗi cơn mưa vừa qua, xin lỗi cơn đau vừa xa lạ, xin lỗi nỗi vui còn vướng lại, nụ cười đôi khi đắng cay lòng này, lời hát viết ra vì tôi, vì biết nói ra lệ rơi, xin lỗi đáng ra phải vui. Lời hát viết ra vì tôi, chỉ biết nói ra hình rơi, xin lỗi đáng ra phải vui thế mà. Xin lỗi cơn mưa vừa qua, xin lỗi cơn đau vừa xa lạ, xin lỗi nỗi vui còn vướng lại, nụ cười đôi khi đắng cay lòng này, lời hát viết ra vì tôi, vì biết nói ra lệ rơi, xin lỗi đáng ra phải vui thế mà. Lời hát viết ra vì tôi, khi biết nói ra lệ rơi, xin lỗi đáng ra phải vui. Cảm ơn rất nhiều. Và bây giờ thì chắc là nhờ lại ban nhạc lên sân khấu cùng cùng kết hợp với cả bạn guitar đúng không ạ? Ban nhạc đôi ạ. Ở đây anh ơi hãy hát cho em bài Có Chàng Trai Viết Lên Cây. Chị quảng tim lên đây cho em hả? Chờ nhiều bài quá mọi người ơi. Piano dây ha. Và guitar nhé. Ok mày. Thank you.
chàng trai viết lên cây lời yêu thương cô gái ấy, mối tình như gió mây, nhiều năm trôi qua vẫn thấy giống như bức tranh vẽ bằng giấc mơ thơ. Có khi trong tim thương ngỡ câu chuyện đã rất xa xôi, niềm gì không ai nhắm tới, hai người sống ở hai nơi, thường không đi xa lối, chỉ thương con người vẫn xa xôi nhiều nơi. Mỗi khi những đôi mắt đến như thời chưa biết xin hát một ca khúc mà nãy giờ mọi người cũng rất là muốn nghe ca khúc này. Cũng là một ca khúc mới, rất mới, Quân cũng vừa cover. Thành
sai. Mọi người đoán được ca khúc nào không? Em không sai, chúng ta sai. Bài gì mà không ai sai ấy? Một tràng vào tay cho em không sai, chúng ta sai. Bài này chắc là mình sẽ hát khác đi nhỉ? Mình sẽ el piano đi, xong rồi mình vào band nhé. Ok. Thank you.
ạ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ quay lại với một ca khúc mà có lẽ là ca khúc này khi mà cứ vang lên là mọi người sẽ rất là bồi hồi, bởi vì ở đây có ai thích anh Lam Trường không ạ? Có. Và bây giờ thì và bây giờ thì Quân xin được mời một người bạn của Quân, một người em của Quân lên để hát cùng Quân ca khúc này. Một tràng pháo tay dành cho Mãi Mãi. Đổ nước. Anh ơi đổ nước. Một tràng pháo tay cho bạn Lăng Lâm ạ. Cho Quân xin một cái mic được không ạ? Rồi, Lâm tự giới thiệu nhỉ? Xin chào tất cả mọi người. Mình tên là Lăng Lâm. Là một người em, người bạn của Quân. Xin hẹn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ hát ca khúc Mãi Mãi. Thank you.
giờ thì Quân xin hát một ca khúc nữa. Một ca khúc mà rất là nhiều lời yêu cầu ở đây, với cái tên là Thu Không Em. Cố gắng nói chuyện thật ít thì hát thật được nhiều cho mọi người. Thế là tại vì thực sự là bây giờ cũng đang rất là khuya rồi mà mọi người vẫn còn ở lại đây để chờ Quân, thì thực sự là Quân cảm thấy rất là hạnh phúc, rất là nhiều. Cảm ơn mọi người. Lời được ấm anh mong thu về trên lối.
không đến sẽ lạnh lắm và cô đơn từng ngày dài. Không có em không là mãi mãi. Thu về trên khắp những bước phố anh qua, nỗi cô đơn theo anh đi đi mãi. Rồi nói em tin người ấy từ vai anh và thì thầm lời lúc ban anh mong thu về trên lá. Chiếc lá để thấy bao hình em. Mùa đông đen sẽ lạnh lắm và cô đơn từng ngày dài. Không có em đâu là mãi mãi. Không có là the star đâu là mãi mãi. Anh chờ em. Mọi người rất nhiều. Và tiếp theo sau đây thì mọi người muốn hát tiếp là gì ạ? Nghỉ một lát đi thôi. Bây giờ sẽ là ca khúc Kênh Ba. Nhưng hôm nay dòng này là không hít sáo được mọi người nha. Cảm ơn rất là nhiều ạ, cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. Chuyện tình yêu như bông hoa bay một
trốn xa xôi, tổn thương khắp dương trời, mộng vụt tan mất buồn sầu bi trách người cất bước ra đi. Duyên hết rồi, ngày vui hoa bay khắp trời, tiệu hồng ánh sáng sông mưa rơi một thời ông tiếc nuối. Người vui bên nhau, sầu dần kín trong trời, piano đi ạ. Bài này chắc là phải piano thì sẽ hay hơn. Định thử nhé. Thì bài này hơi bất ngờ. Bài này hơi bất ngờ nên là chắc là Quân sẽ tự đề tự hát. Nhưng mà nếu mà có sơ suất gì thì mọi người bỏ qua. Mình mắt Quân hơi cận, mình không nhìn vô nhà. Sẽ đứng cầm mic cho Quân đấy ạ. À. Hát cho tử tế nhá. Làm sao đi
sao để tôi nhớ em trọn đời, làm sao để anh chỉ sống quy tích cực ngày hôm nay. Nhưng mà tại vì là Quân đến đúng lúc mà Dennis tặng bánh nên thôi Dennis trốn lại đằng sau cùng. Thì cảm ơn tất cả mọi người đã có mặt ngày hôm nay, đặc biệt là The Star, những người thân yêu ấy, đã có mặt ngày hôm nay cho show diễn của Quân này và ăn một chút bánh quy của Dennis để tận hưởng cái năng lượng tích cực ngày hôm nay. Bây giờ mọi người muốn gì ạ? Xong ca. Rồi, ở đây là có các em đang đi học đang ở đây. Không phải ai cũng như anh kiểu có cái quỹ thời gian hay thức đêm sáng tác nhạc hát hò, nhưng mà bây giờ có những cái bạn như thế này thì sáng biết đâu. Nhưng bố mẹ khó tính đúng không? Bố mẹ khó tính đúng không? Bình thường ấy như em ấy, mà em đi chơi về khuya như này về là bị ăn mắng rồi đấy. Nên thực ra bây giờ em rất thương các bạn nên em mong các bạn về nhà. Thôi được rồi, bây giờ ngay đi. Thôi mình sẽ hát một ca khúc ban nhạc đâu ạ. Ban nhạc có thể lên đây full band được không ạ? Chúng ta sẽ hát một ca khúc cuối nhá. Ca khúc này thì chắc là sẽ cần một sự trợ giúp. Một sự trợ giúp của ở đây có ai biết bài Đi Đu Đu Đi không ạ? Đâu ạ? Chưa thấy cánh tay của Đức Lương đâu ạ? Em đang đi về đấy nhỉ? Thế em ở đây nhảy cùng luôn. Ok. Đâu rồi Đức Lương, đâu rồi ạ? Đây sẽ là một cậu học trò của Quân. Thì xin mọi người cũng cho một tràng vào tay để nhờ Đức Lương có như khối động sân khấu nhé. Ok, và bây giờ là Đi Đu Đu Đi. Đầu tiên cho em xin gửi lời chào tất cả các Lai Đời Xa có mặt ở đây ạ. Mong là tất cả mọi người sẽ ủng hộ em và thầy. Mong mọi người sẽ đu đưa cùng em và thầy nha.
Cảm ơn rất nhiều, cảm ơn rất nhiều, cảm ơn rất nhiều. Bây giờ rồi mời Đức Lương về chỗ, nhún nhảy đủ giờ con đây. Thực ra thì đúng rồi, muộn rồi thì đáng lý ra là kết thúc chương trình rồi. Nhưng mà bây giờ thì có một cái vô cùng đặc biệt. Và ở đây thì chỉ có... Ok. Ở đây thì sẽ chỉ có... Tất cả mọi người đều biết, nhưng mà chỉ có một người không biết. Một người không biết là Dennis. Và bây giờ Dennis nhắm mắt lại. Nhắm mắt lại đi nào. Ánh sáng đó ạ. Ban nhạc cho xin ca khúc. Thế tại sao em phải nhắm mắt? Nhắm mắt đi. Nào, nhắm mắt nhá. Nào, happy birthday ạ. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Bên kia. Đi ra bên kia đây cho mình. Tháng 6 là tháng sinh nhật của Dennis. Và... Con rất là cảm ơn. Hoa sen trắng ạ, một biểu tượng. Đây, một bông hoa sen này. Đó. Chúng ta tiếp tục quả hát hết được vấn đề được không ạ? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Chị vừa bảo đây là của anh. Không, chị vừa bảo đây là Quân mà. Của Quân đây hả? Đây là... Đạo. Đấy là phải đào ngay chứ không là về là thủ luôn nó đấu là không được. Oh my god. Tặng Quân mà. Thực sự thì bình thường sinh nhật Dennis cái tháng này là sinh nhật của Dennis. Của Dennis không đi được tặng quà sớm. Cảm ơn em. Cảm ơn người. Chắc là một xí nữa thì sẽ được nhận quà của mọi người rất là nhiều. Nên là một chút nữa thôi là chương trình đã kết thúc rồi. Thì chúng ta sẽ được gặp nhau, chúng ta sẽ được chụp ảnh với nhau. Cảm ơn mọi người. Em biết là tháng này tháng sinh nhật em, nhưng mà em không nghĩ được tặng quà sớm lên như này luôn. Và trong cái show hát của anh Quân luôn. Thế mới đặc biệt. Với cả bình thường mọi người sinh nhật thì mọi người hay muốn được tặng quà ấy, nên nhưng mà Dennis thì lại khác, Dennis muốn được tặng quà lại mọi người ấy. Nên gì ạ? Hai hôm vừa rồi Dennis thức để làm cho mọi người những chiếc bánh quy ấy. Thực ra làm được 200 cái thôi, đến nơi mới biết là tận 300 khách thôi. Nên sẽ có một số bạn không có thì thấy hơi buồn. Và Dennis muốn ngày sinh nhật của Dan ngày hôm nay chính xác là đúng là một cái ngày vui cho tất cả mọi người luôn ấy. Mọi người ở đây nghe nhạc, ăn bánh xong rồi. Nhưng món quà này là Dennis chắc là không thể quên được rồi. Tối nay mất ngủ tiếp tục rồi. Cảm ơn rất là nhiều. Cảm ơn chị Liên Drama cũng như là cảm ơn các team ở trong Live Star có mặt ở đây hôm nay. Có lẽ đây có lẽ là cái sinh nhật mà đặc biệt nhất của Dennis từ trước giờ, đúng không? Đông nhất từ trước giờ, đúng không? Tại vì bình thường là sinh nhật của Dennis mỗi năm thì chắc rất là ít người. Mục đích của Dan lúc nãy xuất hiện chỉ để ngăn cản Quân hát tiếp để cho mọi người về nhà sớm, tại vì lo mọi người về nhà muộn ấy.
Thì bây giờ mọi người về nhà thì đâu đâu quà đâu em. Thực ra là em đang hát mọi người xong tự dưng em lên đây em lại được quà nên em bất ngờ em xong. Bây giờ em muốn hát tiếp không? Không thể nào mà trong ngày hôm nay mà em không hát tặng mọi người được đây nào. Em hát bài gì cũng được. Em hát không hay. Không ai quan trọng em hát. Tất nhiên là em hát không hay. Nếu mà em hát hay thì em cướp nghề của anh à? Anh đùa. Nên là thôi. Anh nghĩ là này. Thứ nhất là mọi người đã ở đây và nhìn thấy không ạ? Bây giờ đã gần 12 giờ rồi mà những chỗ này rất là kín. Mà mọi người đã ở đây để làm gì, để làm bất ngờ cho em. Khoan cho em xin phép hỏi ý kiến mọi người đã. Mọi người có thể dối lại à? Dạ. Dạ. 10 phút để làm trò quất nói không ạ? Có. Nha, rồi bảo là ok đúng không? Ok, thì bây giờ này nhá, thì để anh cầm cho. Nhưng mà em hát dở em mà chưa. Không sao cả, bây giờ em nên hát một bài nào đấy. Bài gì được? Bài gì cũng được. Không nên hát được bài gì không nên chị. Bài cháu lên ba cũng được. Bây giờ mọi người ơi. Bây giờ mọi người thích nghe bài gì ạ? Cầu hôn. Hôn. Cầu hôn đi. Cầu hôn đi. Bây giờ quên lên trên này. Lên đây đứng cùng với bạn nhà. Còn em ở dưới. Quên đứng đấy hát tè chứ. Em phải quay cái này khoe mọi người đã. Đúng. Em nhìn ra này. Đấy. Hát được đến câu giờ nữa. Nhưng mà anh muốn em làm gì, anh cứ bắt em ở đây, em muốn làm gì. Bây giờ em sân khấu của em đây. Em hãy hát một bài nào đấy đi, một bài tủ của em đi. Bài gì cơ? Em có bài tủ gì đâu. Ok, Lady sẽ cố gắng. Đây lên món quà đặc biệt. Sẽ phá lệ trong hôm ngày sinh nhật sớm như này để sau này mọi người phải về an toàn. Ai nhỉ? Quỳnh Hương à? Quỳnh Hương à? Đu xuống đây chơi cùng không? Xuống đây. Nào Quỳnh Hương xuống đây. Nhìn lên. Sao ở trên đấy chưa bao giờ đấy? Lên. Cho 2 phút đi xuống đây. Trông em gì? Trông em ghê ấy hả? Em cho em nào không chơi cho em xuống đi. Yên tâm. Ok, nào thôi bây giờ hát bài gì cũng được. Bài gì cũng được. Cầu hôn ạ. Bây giờ thì có cần hát hộ không? Có, thuộc lời. Rồi, coi như hôm nay tập cho đến đi hát bài này vậy. Cho lời đâu. Hôm nay em mặc một chiếc vest đen, đi trên đôi giày bùn bót em đã tặng. Đôi tay anh cầm một đóa thu cầu, là hoa khi xưa anh không thích. Bye.
trên này có một cái gì hay hay đúng không ạ? Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Tiền mọi người ơi. Anh chưa bao giờ được chơi trò này. Rút lên. Rất nhiều, rất nhiều các nghệ sĩ. Rất nhiều, đi từ từ. Rất nhiều mọi người đã chọn trò này và cách đây. Đây là trò em thử. Cái này rất hay. Rút đi. Oh my god. Tiền là sở trường của Danny rồi. Rút lên luôn hả? Rút lên. Anh cầm cho em. Đúng rồi. Túi này có đủ để đựng tiền không em? Một, hai, ba. Rút đi. Năm nay Danny Light the Star chắc là chúc cho Danny sẽ kiếm được thật nhiều tiền và làm thật nhiều sản phẩm đúng không? Đúng. Ok. Đây sẽ là lời chúc ý nghĩa nhất sinh nhật của Dennis. À bằng số tuổi của em à, 27 tờ tính ra bao tiền ta? Đi được quyền đi anh ơi. Nào đi được quyền nào, 2, 3. 200 này, đi được quyền không? Bằng. Cầm hộ, bình thường Quân cũng hay cầm tiền hộ này đi lắm. Các hộ nhá, để ghi sổ nhá. Cảm ơn mọi người. Chắc chắn là cảm ơn rồi Dennis. Sướng quá mọi người ạ, vui quá. Sinh nhật năm nay là sinh nhật mà sớm nhưng mà đông vui nhất của Dennis từ trước đến nay. Bình thường chỉ có một mình Dennis hay đôi ba người. Anh chị em thân thiết thôi, mà lần này Dennis thấy đông như này mà không hề cảm giác xa lạ một chút nào luôn, mà cảm thấy yêu mọi người vô cùng luôn. Nên Dennis hứa năm nay sẽ lớn hơn rồi, sẽ chín chắn hơn, sẽ tích cực hơn, truyền năng lượng tích cực cho mọi người, với cố gắng hơn nữa, làm thật nhiều sản phẩm, với cả giúp Quân ra thật nhiều sản phẩm MV xin cho mọi người xem. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì ngày hôm nay đã có mặt ở đây và cùng với Hồng Nguyễn Trần Trung Quân cũng như Dennis và tạo nên một cái buổi tối rất là ý nghĩa. Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. Hay là một bài hát cuối cùng nhờ. Một bài hát cuối cùng nhá. Bây giờ Quân sẽ hát bài này. Quân sẽ hát ca khúc ca khúc này thực sự là chắc là cũng muốn nghe ở trên này luôn. Đây là một ca khúc mà Quân muốn hát tặng riêng cho Radio Star nhà mình. Và chắc là Quân sẽ không nói vì sao Quân hát ca khúc này đâu. Mong là mọi người khi mọi người nghe ca khúc này thì mọi người sẽ hiểu được tại sao Quân hát ca khúc này ạ. Ca khúc ạ, cảm ơn và xin lỗi ạ. Tranh thủ Quân tìm lời thì lại đi xa. Muốn dặn mọi người nhớ về nhà cẩn thận nhá. Không về. Em nói đứa mẹ mắng em đấy. Thì về nhà cẩn thận. Phải báo tình hình cho người thân nữa. Rồi, bắt đầu đi. Ok.
Đấy cũng là cái điều mà Dennis mong mỏi nhất cho cái ngày sinh nhật của mình, đó là một ngày rất ý nghĩa và thật đẹp. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. Chắc là bây giờ thì chúng ta sẽ có thể lưu lại khoảnh khắc với nhau và chúng ta sẽ gần nhau hơn ạ. Cảm ơn em. Cảm ơn ban nhạc rất nhiều. Cảm ơn anh Đạo. Cảm ơn ban nhạc. Cảm ơn Minh. Cảm ơn Tiến. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Cảm ơn Thay Nạ. 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 Và cũng xin cảm ơn tất cả các bạn nhân viên của Chi Si đã nhắn lại, vì em biết là bây giờ đã quá lố thời gian rồi. Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. Cảm ơn mọi người. Con cũng cảm ơn tất cả các fan của mình để không mọi người đã về đây để ủng hộ cho con. Đưa cho con sẽ có thật nhiều. Đưa cho Cúc ạ. Một món quà đặc biệt hơn nữa. Đưa cho Cúc cầm. Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. Mọi người nhớ cái cẩn thận nhá. Thôi à, tắt đi nhá.